anh hay khui đồ xịn lắm. Dạ. Bây giờ chọc xuống em. Dạ không. Anh mở nó cái nắp ra. Anh hay chọc lắm. Muốn khui là phải chọc. Dạ. Đấy, bóc tem ra đơn giản. Đấy. Hay quá rồi, em rót cái ly cho anh bắt đi. Để tụi em rót ra luôn cho. Dạ. Các bạn thấy anh bắt ăn kinh nghiệm cho. Anh bắt là ăn hôm khai trương rồi. Ăn khai trương ở ngay nhà hàng này luôn hôm 5 tháng 5 nè, 2020. Ghê rồi. Dạ. 2 năm đã trôi qua. 2 năm trôi qua nhìn cái chất chúng ta đã đều trưởng thành. Vâng. Có anh Nam Khánh là mới ăn lần đầu anh. Anh Khánh cho em cảm nhận nha. Dạ. Ngon đúng không? Vẫn lần đầu. Vâng. Lần trước là lúc mà quay hình show là có giới thiệu với anh Khánh vô chỗ này rồi. Dạ. Còn anh Bảo là lần đầu tiên đúng không anh Bảo? Dạ. Ở bên Mỹ có món chả cá đó không anh? Bên Mỹ không có cái gì mà ăn hết. Toàn bữa hamburger với lại steak. Dạ. Dạ. Ủa này quán là tên gì vậy? Dạ, quán chả cá Đế Vương. Chả cá Đế Vương. Rồi. Anh Bảo cho em vài cái review của anh à. Dạ, anh ăn món này bao giờ chưa? Ồ, đây là lần đầu tiên tới ăn món chả cá tại quán Đế Vương của MC Nguyên Khang. Dạ. Thật sự ở Mỹ thì mình cũng có hay ăn món này. Dạ. Nhưng mà cái cá thì là catfish, là cá khác. Dạ. Yeah. Cái cá này nay đều được ăn cá lăng. Cá lăng. Dạ. Rất ngon. Vâng. Hơn nữa là đầu bếp nấu rất là tinh tế. Vâng. Tức là ướp cá rất là thơm. Dạ. Thêm nữa là cái món mắm tôm anh hả? Mắm tôm này. Ở bên Mỹ có mắm tôm nhiều không? Bên Mỹ cũng có mắm tôm nhưng mà cái mắm tôm này nó rất là thơm mà nó rất là thơm nó, hả? Nó vậy anh, nó... vậy anh về Mỹ anh tặng một chai mang lên máy bay nha. anh để rất thơm. Anh để anh để tới giờ anh tối cái anh mở ra cho mọi người ăn chung cho mọi người bôi lên quả áo. Rồi cảm ơn anh bắt cho em cải review đi. Anh ăn lần thứ hai rồi đúng không? Hai là lần một nhiều lần rồi. Ủa sao kỳ vậy, sao vợ anh nhiều lần mà anh không biết là chị đến đây. Anh đi vắng khước rồi anh đi với anh đâu có biết. Anh đi vắng khước rồi anh đi với anh đâu có biết. À vậy hả? Vậy sao anh không dẫn vợ anh đi ăn? Hôm nay anh dẫn này. Dạ. Dạ, nhưng mà bình thường anh có ý định là dẫn vợ đi ăn riêng không? Tụi em có những cái bạn gái không... còn dẫn đi mà nói dạ. Vợ anh. Bạn gái vẫn dẫn đi. Anh dẫn là tuyệt vời. Vâng, tuyệt vời. Em cảm ơn anh nha. Ngon, rồi ngon, dạ. Ăn xong nó ăn cá nó nhiều đạm. Dạ, vâng. Đạm là dễ tiêu. Dạ. Vâng. Nhưng mà nếu mà ví dụ như là anh đi với bạn gái thì em phải nói để em sắp cái chỗ riêng chứ không nhiều khi chị đến, chị đi với bạn của chị. Chị lại thấy thì lại ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình. Thôi, vợ chồng anh cũng thoải mái. Hả? Thôi, vợ chồng anh cũng thoải mái lắm. À, come out luôn anh hả? Ok. Mà anh bảo là cái quan trọng là anh vui, anh hạnh phúc là được. Vâng, và anh yêu anh. Vâng, vâng. Dạ. Chồng chị có thường hay quăng bom thế này không? Ở nhà anh có quăng không chị? Nhà chị gần sạc. Kho đạn hả? Cái gì? Đồng Nai có chẳng bom. Chẳng bom hả? Hèn chi? Tuyệt vời, dạ. Không, bảo. Không bảo. Yeah. Rồi cho em xin bài review của anh Khánh đi ạ. Anh Khánh lần đầu nha. Anh Khánh là lần đầu Đã ăn chả cá nhiều lần rồi. Dạ. Yeah. Nhưng mà chả cá ở đây thì nó khác biệt. Vâng. Khác biệt có một chút gì đó về cái vị. Vâng. Khác. Dạ. Cái chỗ mình hay ăn. Vâng. Khác mà có ngon không? Ngon và ngon. Nhưng mà tại sao đi ăn chả cá nhà hàng em mặc áo màu hồng vậy? Bởi vì giống như là cho đến nơi không khí nó hồng rực. Hồng rực đúng không? Mọi người bảo vừa mới đi ăn cưới ra xong cái chàng qua đây ăn tiếp chả cá đúng không? Đây có đúng không ạ? À? Dạ. Rồi. Nước. Rồi. Ngon đúng không? Nước ngon. Dạ. Nước ngon. Anh nhớ nha. Bây giờ là món em ngon nè, nước ngon, rượu ngon. Chè bưởi nữa. Còn chè bưởi nữa. Em không ăn được, em xin không ăn được. Anh đưa cho gói thế này.